Hello, xin chào 8.500 người bạn của tôi. Liệu có được 9.000 sắp trước tháng 12 không ta? Cố lên các bạn, 9.000 lại có quà cực kỳ thơm đó, còn chơi gì nữa. Cái video hiện nhiều view nhất trên kênh tôi chính là cái video được cho là dự đoán các banner từ 4.0 đến 4.5. Và hiện tại chúng ta đã đến 4.2 rồi và có rất là nhiều sự thay đổi trong những cái banner đó. Theo như kết quả thì tôi dự đoán cũng hơi bị chuẩn. Với cái video 30.000 view đó, giờ tôi sở hữu sức mạnh ngang với nhà tiên tri vũ trụ chân danh rồi. Đủ khả năng để thống trị trái đất, dẫn dắt 10 tỷ fan Jack năm cũ để thành lập thế giới mới nha. Để theo kịp thời thế, hay là để tự bú family của chính mình, tôi sẽ lại làm một cái video nữa để cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất về các cái banner mới của Genshin nha. Không nói nhiều nữa, mời các bạn ổn định chỗ ngồi và chúng ta bắt đầu thôi. Ok các bạn, hôm nay tôi biến trở lại thành tiên tri vũ trụ nha. Thì ở video trước, tôi đã dự đoán cái banner 4.0 và 4.1 khá là đúng. Tức là không có đúng 100% nha các bạn. Venti và Hu Tao đã được đẩy lên 4.1 một cách cực kỳ bất ngờ. Cho nên trong cái list mới này, tôi sẽ gạt tên hai đứa này đi và sút nó xuống nơi ở Weibo, chính là đáy xã hội. Trước khi bắt đầu dự đoán những cái banner tiếp theo, thì tôi chỉ muốn nói là video này là sự dự đoán dựa trên các cái chấp nối, những tin đồn và suy luận của tôi lại với nhau. Thông tin chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Nó mà đúng 100% thì tôi đã đi mua vé số mẹ nó, chứ không có ngồi làm YouTuber như mấy thằng thất bại đâu. Đầu tiên tôi sẽ tổng hợp lại các cái thông tin và phần cuối cùng video thì tôi sẽ dự đoán nha các bạn. Video này tôi khá là chắc chắn nó sẽ ra mắt sau cái phiên live hoặc là trong ngày live 4.2 ra mắt. Nên tôi sẽ không dự đoán banner 4.2. Nhưng mà theo nhiều tin đồn thì phase 2 của 4.2 sẽ là Ayato và Sino Rerun. Để xem sau buổi live cái tin đồn này có đúng không nha. Ngay sau Thủy Thần, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của waifu quốc dân Raiden Sugan. Cùng với đó là cả ba nhân vật hệ nham cực kỳ nổi tiếng, chính là Albedo, Ito. Và cả một DPS nham cực kỳ múp, chính là Navia, xuất hiện ở 4.3. Người đáng chú ý nhất ở banner này ngoài Raiden chính là Navia. Cô được cho là một DPS thuần, có khả năng đặt pháo sát thương chính gây ra từ kết tinh. Tức là cô nàng này phải đi với càng nhiều nguyên tố khác nhau thì càng tốt. Nhưng đó là nếu cô có khả năng cấp nham liên tục. Về việc này thì tôi sẽ làm một cái video phân tích sớm Navia trong thời gian gần nhất cho các bạn nha. Nên hãy nhấn nút đăng ký, chờ đợi video đó ra lò thôi. Ngoài đám năm sao đó ra, banner này sẽ còn cho ra mắt một nhân vật 4 sao mới có tên là Chivro. Tôi không biết tôi đọc đúng hay không nữa, nhưng mà cô đang được giang hồ đồn đại là một nhân vật dùng thương hệ hỏa, sử dụng kiếm pháo. Cái này nó khó diễn tả, vũ khí nó hình dạng thế nào lắm. Tôi sẽ để cái ảnh vũ khí ở đây để minh họa nha. Hiện vẫn chưa biết cô có chức năng là hỗ trợ hay là DPS, nhưng với cái chiêu sử dụng vũ khí to như con chim từ thời đồ đá của mấy thằng da đen như thế này thì tôi nghĩ cô sẽ debut với tư cách là một DPS 4 sao mới. Điều này cũng khá là hợp lý, bởi vì từ sau khi Yanfei và Heizo ra mắt thì vẫn chưa có cái DPS 4 sao nào thực sự để lại ấn tượng trong lòng người chơi cả, hay là thật sự khỏe cả. Ngay sau 4.3 thì tôi khá là chắc chắn thế đến là phiên bản Tết. Mà Tết cổ truyền thì tất nhiên là nhân vật ở Li Yue sẽ phải được rerun rồi. Không thì mất phong cách, mất chết như con mẹ nhuộm tóc xanh lá rồi tưởng mình là Xiao này mất. Cứ muốn Xiao bao vậy không? Anh chứ Xiao thật năng, Xiao quá vậy chứ. Theo nguồn tin từ hội Hu Tao Lover thì các nhân vật sẽ xuất hiện trong phiên bản này là Shenhe, Xiao và Ganyu. Đây là những người cũng có cái tin leak rằng sẽ có skin trong mùa Tết. Không biết là Tết đến thì Mikou Gou có lì xì cho chúng ta một cái skin nào không nhỉ? Ngoài rerun những nhân vật đó ra thì những nhân vật mới được cho là sẽ xuất hiện gồm ba cò, Bình Lão Lão thời trẻ hoặc là Gu Zhong kiếp sau. Nhưng tôi nghĩ nhiều khả năng Gu Zhong kiếp sau và Bình Lão Lão thời trẻ sẽ là tin fake. Nhưng bởi vì cái tin hay là cái sự việc hay là những cái banner của nhân vật này rất khó có thể xảy ra, thậm chí đúng hơn là vô lý ở trong cái thời điểm hiện tại. Phiên bản Tết này sẽ có thêm một nhân vật Livia 4 sao mới xuất hiện luôn. Anh chàng này được lấy cảm hứng từ những con lân hay múa trong dịp khai trương và dịp Tết. Hiện trên mạng vẫn chưa có thông tin gì nhiều về hai nhân vật Liu Ye mới này cả. Cậu bé Mulan hay là cậu bé Simba này chả có gì ngoài cái concept thiết kế. Bà con thì chỉ mới có cái thông tin là bà sẽ là một healer chứ chả có gì cả. Sau Tết thì sẽ là 4.5. Ở phiên bản này đáng lẽ sẽ có sự xuất hiện của Claudine, nhưng Miu Go nó đã rời và chuyển cô xuống hẳn phiên bản gần cuối của Fontaine là 4.7. Vậy thì 4.5 sẽ có sự xuất hiện của ai? Hiện chưa có thông tin gì ngoài nhân vật 4 sao hệ nham mới được ra mắt. Cô nàng có quê hương ở Inazuma và có tên là Chiori. Nghe cứ như là tuyệt chiêu đã đâm xuyên qua ngực của Rin ở trong Naruto vậy. Nhưng hiện tại có vài tin đồn xen vào bảo Chiori là nhân vật 5 sao. Nếu như xét về thiết kế không thì tôi nghĩ là cô ấy là 4 sao. Tại vì cách đó một phiên bản đã có một nhân vật nham 5 sao khác xuất hiện rồi. Nhưng hiện thì cũng đây cũng chỉ là tin đồn thôi, nên chúng ta vẫn chưa biết chắc điều gì cả. Có thể cô là 4, có thể cô cũng là 5 sao luôn. 4.6 sẽ là sự xuất hiện của một quan chấp hành mà người người nhà nhà đều mê mẩn, chính là Alexino. Và tôi nghĩ kể từ phiên bản này, các nhân vật Fontaine sẽ dần dần bắt đầu các cái lượt rerun của mình. Thủy Thần là người có nhiều nghi ngờ nhất sẽ rerun trong cái phiên bản 4.6 này. Sang đến 4.7 sẽ là sự ra mắt của cô cảnh sát mà ai nhìn thấy cũng rách quần, vì những cái cúc áo ở trên áo cô đang cố gắng hết sức
để giữ cho hai cái lớp áo dính lại với nhau, cứ như là Captain America đang cố bắt tội phạm vậy. Ngoài ra, Sigge Win cũng được cho là sẽ xuất hiện ở phiên bản này với tư cách là một nhân vật 5 sao, chứ không phải là 4 sao như trước đó đồn đoán nữa. Khi tin này xuất hiện, tôi mạnh dạn suy đoán nếu Sigge Win là 5 sao thật, thì tương lai cô sẽ tiến thẳng vào Banner thường, bởi vì hiện tại Banner thường chỉ có đúng một thủy là Mona và đúng một healer là Chi-Chi. Nếu thật sự dự đoán này là đúng, thì Chiori cũng khả năng cao là sẽ có kết cục tương tự. Bởi vì theo như tin đồn ở phiên bản 4.1 trước đó thì trong tương lai Fontaine sẽ không có nhân vật 5 sao nào vào Banner thường cả. Nhưng bây giờ cái tin đồn nó đã cũ, đã out meta rồi. Vì thời đó các cái leaker bảo là Genshin chỉ phát triển Fontaine đến 4.6 thôi. Nhưng mà bây giờ cái tin đồn đó đã đổi thành Migogo sẽ phát triển Fontaine đến tận 4.8. Ở phiên bản này một nhân vật 5 sao mới sẽ lại xuất hiện với cái tên cực kỳ Tây Âu là Emily. Đúng kiểu phim Emily in Paris. Hiện Emily đang là một nhân vật chưa có thông tin gì ngoài cái tên và thời gian xuất hiện là ở 4.8 cả. Và đó là tất cả những cái tin đồn dạo gần đây xuất hiện mà tôi gom góp thu nhặt lại được. Khá là ít thông tin so với thời 3.0 và thời trước 4.0. Theo như tôi điều tra và nhiều chuyện thì cái lý do những cái phiên bản sau của Fontaine ít thông tin như vậy, tại vì chúng nó được phát triển và được làm chậm hơn những cái nước khác. Tôi cũng nghe nói là sau này Genshin sẽ bắt đầu có beta test kín, tức là nó sẽ thuê tester cho công ty để test, chứ không public test như bây giờ nữa. Này, sau này là chúng ta sẽ không còn tin leak để coi nữa rồi. Cho nên bây giờ cứ coi cho đã đi. Bây giờ trong phần tin đồn, tin leak và tin nhảm rồi, chúng ta hãy dựa vào những cái tin đồn và những cái banner lần trước để dự đoán tương lai của Genshin đi chứ gì. Banner thứ nhất là 4.3 thì tất nhiên những cái phiên bản gần với chúng ta nhất thường rất là đúng, nhưng đôi khi tin đồn có thể sai ở những nhân vật rerun. Tiếc là ở phiên bản này có lẽ sẽ đúng hết cả ba, vì đã rất lâu rồi những nhân vật này không được rerun. Raiden thậm chí còn bị rời lại khá nhiều lần từ 4.1 đến bây giờ, nên có lẽ đây là lúc thích hợp để lô thành của chúng ta trở lại, đúng với logic gần Ayato nữa. Ai chưa biết mối duyên tiền định giữa Ayato và Raiden Shogun thì các bạn có thể xem lại cái video dự đoán lần trước của tôi. Còn Albedo thì lúc nào cũng được rerun với Ito hoặc là Zombie hoặc là một nhân vật nha nào đó. Nói chung ngài đi là phải có người cùng hệ hộ tống, nên có thể nói để check va thì cái tin đồn này nó khá là uy tín. Banner 4.4 thì là ngày dịp Tết đúng không? Lee Jun rerun là quá chuẩn rồi. CA thì luôn luôn xuất hiện vào dịp Tết, uy tín luôn. Ganyu thì nghe nói, nghe tin đồn thôi là sẽ có skin, nên cũng tạm thời cho cái tin Ganyu rerun là uy tín. Việc Senhe có thật sự rerun không thì phải trông chờ vào sự xuất hiện của bà cò. Vì thường những cái nhân vật rerun ở một phiên bản sẽ có vai trò chính ở cốt truyện hoặc là sự kiện. Hiện anh có tin đồn là bà cò Bình Lão Lão hoặc là Gui Dông kiếp sau sẽ là người được rerun. Nếu là bà cò thật thì Senhe mới có cơ hội hay là phần trăm cao xuất hiện. Còn không thì tôi khá chắc là nhân vật năm sau còn lại sẽ là một người của nước khác, có thể là Ayaka, ai biết được. 400 năm sự xuất hiện của một nhân vật mới, có thể là 5 sao, có thể là 4 sao, cứ biết trước là sẽ có một nhân vật mới trước đã. Banner này có khá là nhiều chỗ trống cho rerun. Ở Sumeru và Inazuma, cái thời điểm này thường sẽ là thời điểm thích hợp để rerun một nhân vật thuộc nước đó. Tôi đoán Fontaine cũng không ngoại lệ, và khả năng cao người được rerun sẽ là Linny. Những cái vị trí còn lại sẽ là những nhân vật lâu rồi chưa được rerun ở những cái nước khác. Tôi nghĩ là sẽ khoảng 6 phiên bản như là Nilo, Ayaka, Yelan. Hoặc là thích hợp hơn để kẹp trước rerun thủy thần là Yomiya, bà hoàng đề ba, bà chúa cò bồi. Thảo thần thì nghe nói cũng Hensu sẽ xuất hiện ở 4.5. Ở đây thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn ra 3 người thích hợp. Nếu mà Chidori không phải 5 sao thì những người được rerun sẽ là Nilo, Yomiya và Thảo thần. Nếu Chidori là nhân vật 5 sao thật thì tôi nghĩ khả năng cao sẽ là Yomiya và thủy thần sẽ là những người được rerun. 4.6, tin đồn hiện tại là Alexino. Và tôi khá chắc chắn là có Alexino thì phải có thủy thần. Và ở chính phiên bản này các nhân vật Fontaine sẽ bắt đầu làn sóng rerun dữ dội. Từ đó chúng ta có thể suy ra cái con người, cái nhân vật có thể phù hợp nhất để phát triển cốt truyện cùng với Alexino và thủy thần chính là Anh Long. Tôi đoán là chúng ta đã có 3 vị trí khá là hợp lý, khá là uy tín rồi. Vị trí cuối cùng, nếu không phải là Ayaka, nếu không phải là những người ở trên, thì tôi đoán khả năng cao vị trí còn lại sẽ là một vị trí dành cho nhân vật sub DPS hoặc là hỗ trợ. Nếu mà nói về hỗ trợ thì người sub DPS và hỗ trợ thì người thích hợp nhất lúc này không ai khác ngoài Kazuha, bởi vì Kokumi vừa được rerun ở 3.8 rồi. Nếu không phải Kazuha thì sub DPS hay thậm chí là DPS phù hợp nhất lúc này chính là Yae. 4.7 thì tất nhiên là sẽ có sự xuất hiện của waifu mà ai cũng mong chờ, Claudine và Sigge Win. Nếu Sigge Win xuất hiện tại phiên bản này thì sếp cô tất nhiên cũng phải đưa đít vào 4.7 luôn chứ. Ngoài anh sói và hai người trên ra thì tôi nghĩ vị trí cuối cùng ở đây, nếu chúng ta chưa có nhân vật đã dự đoán ở trước đó, thì người thích hợp để xuất hiện lúc này chính là Moche, Yelan và Kokumi. Nếu như Sigge Win là 5 sao thật thì vị trí thích hợp đó tôi nghĩ sẽ là Yelan, tại vì cũng khá lâu rồi Mommy Yelan chưa được rerun. Còn nếu Sigge Win là nhân vật 4 sao thì hai người được rerun thích hợp tính theo cái mốc thời gian 4 đến 6 banner sẽ là Yelan và Moche. Bây giờ sẽ đến phiên bản cuối cùng của content đi.
4.8 là cái phiên bản xa vời nhất mà chúng ta có thể dự đoán được. Hiện chưa có thông tin gì nhiều ngoài sự xuất hiện của một nhân vật 5 sao chính là Emily. Cô nàng Emily này hiện mới chỉ có đúng cái tên và chưa có thêm bất kỳ cái thông tin nào về bộ kit, nguyên tố, vũ khí hay là ngoại hình. Nên chúng ta sẽ không bàn về độ uy tín của nó, cứ tạm xem là Emily có thật và sẽ ra mắt ở phiên bản 4.8 đi. Nhưng cái bản 8 thường thì sẽ ra vào mùa hè. Nên là ngoài Emily ra, tôi nghĩ người thích hợp nhất để trở lại vào mùa hè chính là Klee. Tại vì thường mùa hè này sẽ có các sự kiện liên quan đến Klee như là đảo táo vàng. Để mà check va thì hiện chỉ có Klee là uy tín nhất ở 4.8. Nhưng cứ tạm cho là Klee và Emily luôn đi. Thêm vào để bổ sung cho hai vị trí còn trống, theo như cái logic 4-6 banner thích hợp sẽ là Yula hoặc là cả hai nhân vật ở đất nước khác đến Mondstadt chơi sự kiện. Nếu Yula mà bị Migogo cho cúp tận 3 năm như cũ thì nhân vật Fontaine thích hợp để rerun nhất vào cái thời điểm này chính là Navia. Cái vị trí còn lại nếu là Hu Tao thì không thể nào rồi, Yelan thì cũng ở trên rồi, Moche thì tôi cũng dự đoán rồi. Cho nên khả năng cao nếu mà Yula không xuất hiện thì lại là Kokumi giống như 3.8. Nhưng mà Mi chó sẽ không bao giờ lặp lại những cái banner rerun như thế này. Cho nên là hiện chỉ có Yula là khả thi nhất. Dự đoán thì dự đoán như thế thôi, chứ hiện tôi vẫn chưa hiểu được cái lịch mà Miyogo muốn phân ra để rerun các nhân vật là như thế nào. Có thể là nó tùy theo vào cảm tính của anh Đa Quẩy Ca, hoặc là tùy vào cảm tính của nhân viên lên kế hoạch cho Genshin Impact. Nên tất cả những cái dự đoán của tôi đều mang tính tham khảo và giải trí, với cái khả năng học hỏi liên tục để đạt đến cái ngưỡng thông thạo chín từ kỹ năng tiên tri của pháp sư Trần Dần. Bây giờ các bạn chú ý, tôi là các bạn xúc phạm sư phụ tôi, xúc phạm pháp sư Trần Dần rồi, coi chừng pháp sư đánh xét tết đít bạn đấy. Và video dự đoán của tôi đã hoàn thành, hy vọng nó có thể giúp các bạn giải trí và thỏa mãn trong lúc các bạn đang cai nghiện trong tháng No Nut November này. Thì video của tôi đây là hết, bạn nào thích video thì hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh để có thể xem thêm những cái nội dung khum núm tiếp theo của tôi. Tạm biệt. À đúng.